Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hello Girl. Nếu như trong video trước thì các bạn có vô tình nhìn thấy cái tóc của tớ nó hơi bị rậm rạp một chút xíu thì hãy thứ lỗi cho tớ nha, bởi vì là hiện tại thì không có một hiệu cắt tóc nào ở Hà Nội này mở cửa cả, nên là tớ vẫn chưa đi đảo ngói được. Tài trợ trong chương trình ngày hôm nay đó là một em sữa chua uống của Vinamilk. Cái sản phẩm này tớ mới thử và tớ cảm thấy khá là ngon đấy, nên các bạn có thể mua về uống trong đợt dịch này nhá, để tăng sức đề kháng luôn. Sữa chua nó cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa. Nào, không để cho đợi lâu hơn nữa thì chúng ta cũng bắt đầu thôi. Hiện tại thì chúng ta đang được cách ly toàn xã hội, nên là cơm ấy, ngoài việc ăn ngủ nghỉ ra thì căn bệnh shopping online lại tái phát. Và thỉnh thoảng thì cơm lại lựa đồ Shopee và xem có cái gì hay không để mua về và làm review. Ngày hôm nay thì Hà nó cũng đã về được khoảng 1-2 tuần rồi, không phải hơn rồi, có những sản phẩm về được 1 tháng rồi đấy. Nên là cũng đã đủ thời gian để cơm review một số sản phẩm rồi. Nên là cơm sẽ gói vào cái video này để review 3 cái sản phẩm liên quan đến việc chăm sóc da nhá. Cái sản phẩm đầu tiên mà cơm muốn giới thiệu cho các bạn đó là một em xịt khoáng của nhà Dr. Her. Thì cái thương hiệu này thì công cũng không biết quá là rõ. Tuy nhiên thì đây là một thương hiệu xuất xứ từ Pháp, và trước đây thì công cũng đã dùng một cái loại xịt khoáng giá rẻ đến từ thương hiệu Pháp, là thương hiệu của nhà Evolume, và thấy khá là ok rồi. Nên là khi nhìn thấy sản phẩm này thì công kiểu quyết định mua luôn, bởi vì giá của hai sản phẩm nó cũng xem nhau. Công nghĩ là cái chất lượng của thì nó cũng không quá khác biệt. Cái sản phẩm này thì công dùng được khoảng tầm gần 1 tháng rồi, và công thấy là nó khá là ok. Đối với công thì một cái sản phẩm xịt khoáng này nó cũng chỉ cần có công dụng là mát mặt ấy, gọi là giúp chúng ta có tỉnh táo thức thì thôi. Còn công không đánh giá quá cao cái sản phẩm này có thể dưỡng da, chăm sóc da được. Nên là đối với những cái bạn nào mà da không quá nhạy cảm, hay là da kiểu không bị nhiều mụn, bọc viêm ấy các kiểu ấy, thì nên lựa chọn những loại xịt khoáng ngon bổ rẻ nhá, cũng không nên quá đầu tư vào loại xịt khoáng quá xịn sò để làm gì. Cái sản phẩm thứ hai mà cơm muốn review trong video ngày hôm nay đó là em tẩy da chết của nhà Huxley, có tên gọi là Secret of Sarah Swap Mask Strip Therapy. Nói chung là công sẽ để cái tên của sản phẩm trên màn hình. Công không chắc là công đọc tiếng Anh chuẩn. Thì thời gian vừa rồi là công đang loay hoay để tìm một cái em tẩy da chết, thì vô tình nhìn thấy em này kiểu dung tích có 30g thôi, khoảng hơn 100k, thì cũng thấy là rất là phù hợp để sử dụng thử. Ngoài ra thì mặc dù là công không tìm thấy cái bảng thành phần chi tiết của cái sản phẩm này, tuy nhiên là dưới phần mô tả của nhãn hàng ấy, thì cái sản phẩm này nó có các cái thành phần rất là tốt cho da, ví dụ như là tinh dầu hạt xương rồng này, giúp dưỡng ẩm tối ưu và chống oxy hóa này, rồi rong biển và dưa chuột phòng chống thất thoát, nhập phòng chống thoát ẩm, rồi đường giúp loại bỏ lớp da chết một cách nhẹ nhàng, rồi hạt óc chó có tác dụng là loại bỏ tế bào chết. Ngoài ra nữa thì cái thương hiệu Huxley này ấy, thì nó mặc dù là mới được kiểu ra mắt vào năm 2016 thôi, tuy nhiên là nó rất là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam cách trong 1-2 năm trở lại đây rồi, nên là cơm kiểu thôi yên tâm mua sản phẩm này về, kiểu gì cũng tốt. Nhưng mà tưởng là tốt, hóa ra là 2 hours later. Nhưng mà một sự thật là tưởng là tốt nhưng hóa ra không hề tốt tí nào. Cơ không biết là cái sản phẩm này nó có tẩy da chết tốt trên da cơ hay không. Tuy nhiên là những hạt scrub trong sản phẩm này nó rất là cứng, cứng đến cái mức độ mà cơ cảm giác có một lần nó như kiểu là làm rách cả mặt của cơ một luôn. Nên là với những cái bạn nào mà da nhạy cảm này, hoặc là da dầu mụn ấy, thì tốt nhất là tránh xa cái sản phẩm này ra nhá. Còn sản phẩm này ấy, nó sẽ phù hợp những cái bạn da trâu, da mặt dày thì sẽ sử dụng cho mỏng bớt mặt đi. Cái sản phẩm cuối cùng trong video này đó là một em toner của nhà Claire, có tên gọi là Supple Preparation Facial Toner. Chắc chắn là khi nhắc đến sản phẩm này thì có rất là nhiều bạn đang xem video này biết đến sản phẩm này rồi, vì nó vô cùng nổi tiếng ở trên các diễn đàn chăm sóc da, cũng như được khá là nhiều các beauty blogger review. Dòng sản phẩm toner của nhà Claire này thì có hai loại, thứ nhất là chai màu đen như thế này, và thứ hai là một chai màu trắng, là một cái dòng sản phẩm dành cho các bạn da nhạy cảm, có nghĩa là nó không có mùi cũng như là không có các loại tinh dầu. Hồi mà cơm lên gian hàng Claire trên Shopee ấy, thì cơm chỉ nhìn thấy em màu đen này thôi, còn em màu trắng thì đã out stock rồi hay sao ấy, nên là cơm đành nhập muốn mua em màu đen này. Thì có thể là đúng như cái tinh thần slogan của hãng là simple skincare, nên là cái bao bì thiết kế nó cũng khá là gọi là minimal, đơn giản đấy. Cơm này là khá là cao bản thân phần sản phẩm này. Đây là một cái sản phẩm này không có chất tạo mùi này, không có paraben, cũng không có cồn luôn. Ngoài ra nữa thì cái sản phẩm này ấy, nó có khá là nhiều các hoạt chất dưỡng ẩm, ví dụ như là sodium hyaluronate này, viticlin glycol này,
và tocopherin acetate. Những cái chất này thì công sẽ để lên màn hình nhá, bởi vì công không chắc nó đọc đúng. Bên cạnh đó nữa thì cái sản phẩm này ấy, nó còn có một số các hoạt chất, một số các tinh chất làm dịu da, ví dụ như là tinh chất rau má, tinh chất lô hội và một số các tinh chất có tác dụng làm se da, ví dụ một số là chất từ đến từ cam quýt đấy. Tuy nhiên thì những cái tinh chất này nằm ở cuối bảng thành phần. Hôm đầu tiên công sử dụng sản phẩm này thì là công thấm sản phẩm lên tẩy trang. Tuy nhiên thì cái chất của cái sản phẩm này ấy, nó khá là đặc so với các sản phẩm toner thông thường, nên là cơm thấy dùng cách đấy nó không hề tiết kiệm cho lắm. Ngày hôm sau thì cơm đã đổi sang một cách khác, đó là cơm đổ trực tiếp cái sản phẩm này ra tay, sau đó vỗ lên toàn bộ gương mặt. Thì cái cách này ok hơn rất là nhiều, phù hợp với sản phẩm này hơn. Sản phẩm thì mặc dù là nhà sản xuất đặc biệt khá là có mùi, có nghĩa là sản phẩm màu trắng kia là không mùi nhá, thì phần này là có mùi, nhưng mà thực sự là cơm ngửi mãi mới thấy sản phẩm này nó có mùi luôn. Cái mùi của nó rất là nhẹ, nó không cần như là không có mùi đâu. Nên là với những cái bạn nào mà không mua được sản phẩm màu trắng ấy thì có thể là chuyển qua sản phẩm màu đen này dùng xem thế nào nhá. Mình thấy là cũng khá là ok đấy, không đến mức độ là có mùi nồng nặc hắc hắc gì đó đâu. Cái sản phẩm này thì khi mà đưa lên da của cơm thì cơm thấy là nó làm mềm, làm mịn da tức thì luôn và cấp ẩm rất là tốt cho da của cơm. Mà mặc dù cơm sử dụng cái sản phẩm này nhiều lúc là hơi bị lố tay ấy, có nghĩa là dùng rất là nhiều lên gương mặt của mình ấy, nhưng mà cái sản phẩm này nó cũng không tạo cái cảm giác khó chịu hay bị bách gì cả. Với bạn nào đang muốn tìm kiếm một loại toner có tác dụng là cân bằng độ pH này, rồi cấp ẩm nhẹ nhàng này, thì có thể lưu ý sử dụng sản phẩm này nhá. Và sản phẩm này sẽ phù hợp với những cái bạn nào mà có thể từ da khô đến da thường, rồi da hỗn hợp thiên dầu như cơm. Còn những bạn da dầu mụn ấy thì cơm nghĩ là các bạn nên cân nhắc, bởi vì sản phẩm này nó không có tác dụng kiểu trị mụn, nên là có thể là các bạn có thể chuyển sang các loại toner có khả năng trị mụn chẳng hạn thì nó sẽ tốt hơn. Vậy là cơm đã review xong 3 cái sản phẩm skincare ngày hôm nay rồi. Cơm mong rằng những cái chia sẻ của cơm sẽ giúp các bạn có thể lựa chọn cho mình được những cái sản phẩm ưng ý để trở thành những người tiêu dùng thông thái nhá. Còn bây giờ thì đừng quên like và subscribe cho Hello Cơm. Cơm sẽ uống hết chai nước sữa chu uống của Vinamilk này, sau đó là sẽ ngồi edit video cho các bạn đây. Tạm biệt các bạn, bye bye.